Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Ok, thì đến với cái video ngày hôm nay, mình sẽ đi chém gió về những cái được và những cái mất trong cái trò Free Fire này nhá. Hôm nay thì chúng ta sẽ kể về những cái thứ mà đã biến mất khỏi cái trò Free Fire này. Không biết là anh em chơi cái trò Free Fire này được lâu chưa? Thì có những thứ anh em lúc vào game thì đã có rồi, và có những cái thứ mà anh em vào game thì nó đã biến mất hoàn toàn rồi. Vậy nên là hôm nay mình sẽ đi kể một vài thứ đã biến mất nhé. Biết đâu chúng ta lại có những cái hoài niệm vui về cái trò chơi này. Đầu tiên là về khẩu tiểu liên đầu tiên trong cái trò Free Fire. Nếu mà mình đặt câu hỏi này ấy, thì phải đến 8-90% anh em trả lời là khẩu UMP hoặc là khẩu MP5 phải không? Thì thực ra ấy, hai khẩu UMP và MP5 chỉ là xuất hiện thứ hai thôi. Còn một khẩu tiểu liên đầu tiên, nó có tên là Vector và nó xuất hiện từ cái lúc mà phiên bản Close Beta cơ. Đó thì khẩu tiểu liên đó bắn rất là nhanh, bắn tương tự với MP40 bây giờ. Và mình nghĩ rằng là một thời gian sắp tới thôi thì nó sẽ trở lại game. Nhưng mà không biết là bao giờ thôi. Tiếp theo là đến với khẩu súng lục. Đó, đối với em là trong game Free Fire này có tất cả bao nhiêu khẩu lục? Và nếu mà mọi người để ý kỹ thì có một khẩu lục đã biến mất hoàn toàn khỏi trò Free Fire này. Đó là chính là cái khẩu Inger, hay anh em hay gọi nó là lục bạc ấy. Cái khẩu mà bắn được 7 viên thôi đấy. Thì không hiểu lý do vì sao, nhưng mà cái khẩu đó đã bị loại bỏ khỏi game và được thay thế bằng khẩu M500. Đó, thì chính là cái thời điểm mà khẩu M500 được thêm vào thì khẩu đây M500 này thì khẩu Inger được xóa bỏ luôn. Mình không hiểu lý do tại sao luôn. Mặc dù là súng lục ở trong cái trò Free Fire này chỉ là thứ để mà anh em cầm để chuyển cái chảo về sau lưng thôi. Nhưng mà sự ra đi của nó thì cũng là một cái đáng tiếc phải không nào? Nãy giờ thì mình cũng kể ra được hai thứ biến mất khỏi trò Free Fire này rồi. Mình sẽ đi ra đây xem có thanh niên nào bắn nhau đây không. Nghe tiếng súng ở nhà. Đây rồi. Một bé. Ok, hai bé rồi. Xong rồi anh em ạ. Ba bốn cái xác ở bên dưới kia cơ. Tình hình là vẫn còn đồng đội của các bạn ở đấy, vậy nên là mình chưa vội gì mà xuống đấy cả, cứ bình tĩnh thôi. Đồ không loot thì nó vẫn còn ở đấy mà phải không? Tiếp. Ui, một thanh niên làm gì ở đây đây, tự dưng thấy ngồi nấp ở kia làm mình giật hết mình anh em ạ. Thật là đáng sợ quá đi mà. Ok, đi lên phía trên thôi. À, mình nghe tiếng xe anh em ơi. Có tiếng xe. Ok, một bé gục rồi. Còn một bé đang chạy thoát ở dưới cái lùm cây phía trước mặt. Lộ diện đi chàng trai. Định không ra cứu đồng đội chăng? Ok, hai bé luôn. Mình giết luôn anh em ạ. Tiêu diệt trước khi các bạn ấy đẻ trứng. Nhìn thấy cái con xe đang đăng kia thì mình lại nhớ đến một cái chế độ đã bị biến mất khỏi cái trò Free Fire này. Đó chính là cái chế độ đua xe mà một người lái còn một người bắn. Không biết anh em còn nhớ cái chế độ này không? Mình thấy rất lâu rồi nó không được trở lại. Và bây giờ thì đa phần toàn là zombie thôi. Ngày xưa có cái chế độ đấy cũng khá là vui, một người lái và một người bắn. Còn bây giờ thì đa phần là người ta gắn luôn một khẩu súng máy ở đằng sau lưng rồi. Anh em tự điều khiển tên lửa và cái khẩu súng mới nó sẽ tự bắn luôn.
Ok. À, thấy quả bom keo. Thì anh em có để ý là ngày xưa quả bom keo của chúng ta rất là bé, từ phiên bản OB9 đổ xuống là cái tường băng nó rất là nhỏ luôn, nó chỉ bằng 1 phần tư cái tường băng bây giờ. Và một đặc điểm của ngày xưa ấy là cái tường băng ngày xưa có thể dùng để leo trèo, còn cái tường băng bây giờ thì không thể nào dùng để leo trèo được rồi, và mục đích chính của cái tường băng bây giờ chỉ là che chắn thôi. Nhưng mà hoàn toàn anh em có thể tìm gặp nó ở trong cái sự kiện của Halloween vừa rồi, đó là cái sự kiện mà nhận cái bom keo. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là không phải là anh em nào cũng có cái bom keo Halloween đâu. Cái bom keo Halloween thì hình dạng của nó tương tự với cái bom keo ngày xưa, nhưng mà mình thấy ít người sử dụng cái bom keo đấy lắm, tại vì nó không lợi bằng cái bom keo bây giờ. Bom keo bây giờ có thể che chắn cho một team hoặc là 4 5 người gì đấy, nhưng mà cái bom keo ngày xưa là chỉ một người là cùng, 2 người là nhiều lắm rồi anh em ạ. Về phương tiện thì từ khi mà con Lamborghini kia được ra đời thì con xe xanh của chúng ta đã bị biến mất. Cái con xe huyền thoại từ lúc đầu vào game đã có ấy, nhưng mà do là hình như là bị nói nhiều quá hay sao thì phải, thì bên phía nhà phát hành game đã cho lại rồi, nhưng mà mình thấy ấy, chỉ được vài ngày thôi xong bây giờ lại không thấy nữa rồi, hay là do mình chưa tìm thấy vậy? Anh em nào biết thì cứ comment ở bên dưới nhé. Còn về phía nhân vật thì có một điều cực kỳ đặc biệt, đó chính là cái thứ mà mình dùng để leo danh từ mùa 4 đến mùa 1. Đấy, 4 3 2 1 là chính là sử dụng nhân vật Four và ôm bo bơm máu ở ngoài. Cái thời kỳ đó ấy, thì nhân vật Four cực kỳ trâu với vòng bo, hay là nói đúng hơn thì vòng bo sát thương nó không đau như bây giờ. Và ngày xưa ấy, chỉ với con Four 12% mình đã hoàn toàn có thể chịu bo rồi. Mà bây giờ thì gần như là bất lực, không thể nào chịu được bất kỳ một cái bo nào luôn. Đó, thì cũng chính là lúc mà chỉnh sửa những cái sát thương về vòng bo thì nhân vật Four của chúng ta cũng chính thức bị khai tử luôn. Gần như là bây giờ mình thấy cực kỳ ít ai có thể sử dụng Four để chịu bo, trừ khi gọi là dùng phần mềm thứ ba tăng cường bất tử thôi, thì không nói làm gì. Bo 1 của chúng ta thì đang thu vào rồi. Tiếp đến là một vài cái khu vực trên cái hòn đảo quân sự và hòn đảo thiên đường. Anh em có nhớ là ngày xưa ấy, ở cái hòn đảo thiên đường này có một khu vực đó chính là làng Diêm Nam không? Đấy, thì làng Diêm Nam thì bây giờ đã được đưa về đảo quân sự rồi, và nó không có tên là làng Diêm Nam nữa mà nó đã đổi lại thành bến thuyền cho nó phù hợp với cái ở rìa biển. Ngoài ra thì ở trên cái đảo quân sự thì nếu mà anh em nào chơi Free Fire lâu năm ấy sẽ nhớ rằng là chúng ta còn một cái khu vực nữa, đó chính là cái khu vực sân bay. Không biết là anh em nào còn nhớ không, thì nó có một cái sân và nhiều cái máy bay, đại loại là ở cái bây giờ là nó quảng trường gì đấy, ngày xưa nó có tên là sân bay và có một cái sân rất là dài. Bây giờ thì cái sân vẫn còn ở đấy nhưng mà nó không còn gọi là sân bay nữa thôi, nó đổi thành quảng trường rồi. Quảng trường gì đấy, ngày xưa cái chỗ quảng trường đấy thì nó gọi là tháp đồng hồ, nhưng mà mình tìm thì mình không thấy cái tháp đồng hồ đâu cả, xong rồi cuối cùng là thành luôn là cái quảng trường, quảng trường và doanh trại. Ok, thì tất cả những cái mà mình biết thì chỉ có thế thôi. Anh em nào mà biết thêm cái gì thì cứ gọi là comment ở bên dưới nhé, hãy viết một cách gọi là đầy đủ và tường tận nhất. Mình sẽ ghim bài của anh em và cho những anh em khác đọc và hiểu hơn về Free Fire. Chơi Free Fire thì phải biết những cái gì đã được và mất ở trong cái trò này rồi chứ, phải không? À, có một thanh niên kìa. Rồi, bắn lại cái tường băng rồi. Ok, xong một bé này. Khi mà anh em bắn súng với bất kỳ ai thì tốt nhất là anh em nên ngồi xuống và bắn nhé, đừng có đứng lên. Bây giờ
cứ khi mà bắn súng mà đứng im một vài giây thôi là anh em sẽ biết kết quả liền luôn. Cạo đầu không kịp mà không kịp trở tay luôn. Có khá là nhiều gọi chiến ở quanh khu vực này. Bên dưới kia có bắn nhau rồi kìa, tiếng súng nổ ra rất ghê. À đây rồi, kia gục rồi. Ok, ăn hôi hai thanh niên gục luôn, xong, tuyệt vời. Một màn ăn hôi có tổ chức anh em ạ. Một bé nữa này. Ok, clear. Chẳng biết là có mấy người chết ở cái khu vực vừa rồi cơ. Đông lắm anh em ạ. Chắc phải hai team bắn nhau ở chỗ đấy. Và mình là người duy nhất ở ngoài ăn gần hết mạng ở trong đấy luôn. Thanh niên này chắc là bị chết bởi mìn đấy mà. Ham cái tăng giáp mà không để ý đến cách phá mìn. Thế là dẫm vào chắc là chết luôn ở đấy. Anh em nào chơi thì nhớ để ý nhá. Khi mà gặp mìn ấy, nếu mà anh em lỡ chân dẫm vào rồi ấy, nó sẽ kêu tiếng tít tít ấy, thì anh em chỉ cần nhảy lên là nó sẽ bị hỏng giáp thôi, chứ nó không bị hư người. Đấy. Còn nếu mà anh em muốn kiểm tra từ trước ấy, thì mọi người chỉ cần lia cái tâm súng vào cái tăng giáp thôi. Nếu mà thấy nó đỏ tâm ấy thì chỗ đây có mìn, còn nó không đỏ tâm ấy thì tức là không có mìn. Anh em có thể an toàn và ăn. Cái này thì mình đã chia sẻ từ rất 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 là lâu rồi. Phía này thì vẫn còn một thanh niên này. Ban nãy mình chưa bắn chết kịp bạn ấy, mất cái tường băng ra rồi. Nhưng mà thôi, đang định chạy qua thì bo nó vào rồi. Bo xuất hiện rồi, và chỗ đấy không phải là chỗ bo thu tới nên thôi, mình không cố gắng tranh chấp với bo làm gì cả. Một đống đồ đang chờ đợi mình loot đây. Quá trời đồ anh em ạ. Có nhiều anh em cũng thắc mắc là tại sao khi mà mình bắn súng thì cái lượng EP của mình nó cứ tăng. Đơn giản thôi, mình đang sử dụng nhân vật Miguel mà. Một trong những nhân vật có kỹ năng là cứ giết người là tăng điểm nấm. Không thấy thanh niên kia chạy bo luôn. Không biết là bạn ấy đang ở phương trời nào rồi. Hay là chạy vòng người ta. Mình sẽ cố gắng đứng ở đây một chút nữa xem là bạn ấy có chạy không. Xong rồi khi nào bo gần đến thì mình sẽ đi cắp treo vào. Không hề thấy chạy luôn. Hay là chạy hướng nào rồi. Ok, đi thôi anh em ơi. Chắc là bạn đã đi vòng mất rồi. Hiện tại thì ở trên bản đồ chúng ta còn 8 người nữa. Bây giờ anh em có thể thấy là cái những cái lúc chạy này, những cái lúc nhảy này, những cái lúc di chuyển của nhân vật đã đẹp hơn ngày xưa rất nhiều rồi. Ngày xưa lúc cái phiên bản Close Beta ấy, anh em nào mà xem hay chơi ấy, nhìn cái nhân vật nó chạy rất là điêu luôn, điêu cực kỳ luôn. Bên dưới này thì có một thanh niên vừa bắn nhau, mình có nghe tiếng súng. Đây rồi. Ok, clear. Có
không biết là chàng trai còn sót lại của team nào. Đấy, anh em nhớ nhá, cứ khi nào bắn súng là anh em ngồi xuống cho mình, vừa đỡ bị thằng khác headshot này, vừa bắn được xa hơn mà tâm nó cũng đỡ giật hơn. Rồi sau khi mà ngồi quen rồi ấy, thì anh em chỉ cần ấn nút ngắm rồi ấn lại nút ngồi xong ấn nút bắn thôi là auto headshot luôn, cực kỳ lợi. Cái chiêu này gọi là gần như là bá đạo rồi. Hiện tại thì ở trên bản đồ chúng ta còn 7 thanh niên. Mình thì mình đang trong bo rồi, nên là mình cứ nhẫn nhơ thôi. Có bắn nhau. Hai thanh niên đang bắn nhau. Rồi, bắn nhau cực gắt luôn anh em ạ. Xem có ăn hôi được không nào. Các bạn ấy bắn nhau ở đâu anh em ơi? Không hôi được rồi. Chắc là trong cái căn nhà 3 tầng phía trước mặt kia. Đó, ngày xưa mà có nhân vật pho thì cứ thế này mà chịu bo thôi. Phê đừng hỏi luôn. Bây giờ thì có mà chịu vào mắt. Ê, ôi, thanh niên này đến với mình từ bao giờ vậy? Cầm spat luôn. May cho mình là mình quay cái chảo về phía bạn ấy, chứ không pha vừa rồi mà mình quay người thì chắc là nát người luôn rồi. Đâu rồi? Đấy, ra đây. Mình vẫn chưa bơm được máu anh em ạ. Ok, tuyệt vời. Quá hên đi mà. May quá anh em ạ, quá may. Anh ơi, thay em. Ô, lút đồ kìa. Này thì lút đồ này. Tuyệt vời. Còn một thanh niên nữa thôi. Đây rồi. Ok. Xong. Tuyệt vời anh em ạ. Có nhiều anh em cứ kêu là tại sao mà thấy thanh niên kia gạ chảo mà không dám chơi chảo với bạn ấy. Thì nói chung là anh em cứ phải bị lừa một vài lần đi, xong rồi anh em mới nói cái câu đấy được. Tại vì cứ bạn ấy cứ gạ đảo xong, cái bạn ấy chạy lại gần mình, cái bạn ấy rút súng ra, bạn ấy bắn mình luôn. Chứ không có gọi là solo chảo công khai như anh em nghĩ đâu. Vậy nên là đừng có nghĩ cái gì nó cũng tốt đẹp anh em ạ. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye.